Hello các bạn Tết sao rồi? Hôm nay mời các bạn cùng xem lại vườn sen mini ở nhà của mình sau 5 ngày không chăm sóc nhé. Nhìn sơ một vòng thì tất cả còn nguyên, chưa có đứa nào bỏ mình đi. Cái đám lùm xùm ghê đó là kim tiến, tốc độ sinh sản của nó rất là nhanh. Còn đây là cây cúc, trồng từ vĩ lên, mới vừa thay chậu mà giờ muốn to hơn cái chậu luôn rồi. Còn cái cây đen đen này là sô-cô-la, ai cũng nói khó trồng thì mình thấy bình thường. Còn đây là em ngọc trinh của nhà mình, tiếp đó là em bắp cải tím. Còn đây là tụi đột biến cò rẹt, dân chơi sen rất là thích mấy loại này. Còn đây là đế vương hồng, hôm trước mình có làm clip. Còn cây đỏ đỏ này là ruby, dưới này là tứ phương. Còn em này là đất xanh, và một số loại khác. Bé này là sedum hồng xanh, còn chậu này là tứ phương cổ thụ. Trong này là khu vực mình mới vừa trồng, mời các bạn cùng ngắm thêm. Khu này đa số là hàng va nhiều. Ở trên này cũng có một số cây va và cà rẹt. Hầu như không có cây nào ra đi, bởi vì sen chịu được nắng hạn chứ không chịu được nước nhiều. Các bạn lưu ý điều này để chăm sen tốt nhé. Không biết có bạn nào biết cây hương thảo không nhỉ? Dùng để ướp thịt ăn rất là ngon luôn. Chúc đều ok, hẹn các bạn clip sau.